chào mừng các bạn đến với game show A Ha. A Ha sẽ được phát sóng vào lúc 21:30 tối thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7, và lúc đó khi các bạn tập trung nhìn vào màn hình thì sẽ cho các bạn có cảm giác lúc nào cũng A Ha vì những đáp án bất ngờ của chương trình. Và hôm nay 6 người chơi của chúng ta sẽ thật tinh mắt và họ có đem về được 65 triệu đồng. Đó là giải thưởng cao nhất bằng tiền mặt của chúng tôi. Và hãy nhớ rằng Việt Hương lúc nào cũng sẽ ở bên cạnh bạn để A Ha cùng các bạn. Và bây giờ chào đón 6 người chơi của chúng ta hôm nay. Và 6 bạn chơi của chúng ta hãy cùng chào 2, 3. À, dễ thương quá. 6 màu áo nổi bật, người nào cũng có nụ cười rạng rỡ và tươi rói hơn tôi nữa. Mời Phong Vinh. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Phong Vinh. Hiện tại mình đang là sinh viên của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Sở thích của mình là ca hát và đi du lịch. Mình rất thích ăn sữa chua nhưng mình rất ghét màu trắng. Bạn là sinh viên Khoa học Xã hội và Nhân văn đúng không? Cho nên cái cách nói chuyện của bạn nó rất nhanh, rất chắc và bạn hùng biện rất giỏi đúng không? Dạ. Và hôm nay mình sẽ à ha bạn. Vì bạn là đáng gần nhất đối với mình, bạn nói rất lành, rất thích cái cách nói của bạn. Mình mời bạn Thi Kim. Xin kính chào chị Việt Hương và quý vị khán giả. Mình tên là Châu Hồng Thiên Kim. Mình hiện đang là nghệ nhân hoa đất. Thì hôm nay mình rất là hồi hộp và mong muốn được tham gia chương trình, bởi vì chương trình A Ha rất là vui. Và đặc biệt hơn hết mình phải thú nhận là tuy mình là con gái nhưng mình rất là mê chị Việt Hương. Và mình hy vọng rằng chương trình ngày hôm nay mình sẽ nói càng nhiều từ A Ha càng tốt. Cảm ơn bạn. Khi bạn A Ha có nghĩa là kết quả của bạn đã đúng. Và mình nghe bạn Kim nói là Thiên Kim nói bạn Thiên Kim làm hoa gì? Dạ hoa đất sét ạ. Hoa đất sét? Dạ. Lạ quá bạn. Dạ. Làm bằng chất liệu gì bạn? Dạ mình làm bằng đất sét của Thái Lan hoặc là Nhật Bản. Mình sẽ còn cái độ tỉ mỉ chính xác đến từng chi tiết. Do đó là hôm nay hy vọng là đôi mắt của mình sẽ giúp em chiến thắng. À, và làm bằng đất sét chắc là cũng phải pha nhiều màu và đẹp lộng lộn như Việt Hương hôm nay phải không? Dạ chắc chị Việt Hương đẹp hơn. Phải nhiều màu chứ. Và hy vọng là hôm nay Tiên Kim sẽ A ha nhiều là kết quả mình trúng nhiều. Và mời bạn Hạnh Tiên. Xin chào chị Việt Hương và quý vị khán giả. Mình tên là Hạnh Tiên, năm nay 24 tuổi. Mình là nhân viên văn phòng. Mình thích đi du lịch, thích ca hát. Mình thích ăn chè, đặc biệt là chè bà ba. Ngoài ra mình có một sở thích quá dị nữa, đó là nói nhảm. Trong chương trình A Ha này mình rất là muốn là cười sảng khoái với chị Việt Hương và đặc biệt là đinh giải thưởng to nhất về nhà. A Ha. Đúng rồi. Và trong chương trình này bạn cứ thoải mái. Khi bạn là nhân viên văn phòng có nghĩa là bạn ngồi trên máy vi tính rất nhiều. Và khi những hình ảnh cho có sợ là chói mắt bạn hay là ngồi lâu đó bạn không sợ. Và cũng đáng lo lắng cho nhân viên văn phòng đúng không? Và điều quan trọng nữa là bạn khi bạn làm văn phòng, bạn tập trung vô nhìn. Trong lúc mọi người nhìn chăm chú, bạn có quyền nói nhảm theo ý thích của bạn. Bạn thấy gì bạn có quyền nói đó. Đúng rồi, để nhớ nhảm thương mọi người. Và cái tên bạn rất là đặc biệt. Giờ mình mời Tú Phương. Xin chào chị Việt Hương cùng tất cả mọi người. Em tên là Tú Phương, năm nay 20 tuổi, hiện là sinh viên của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh. Đến với A Ha thì em mong rằng với độ cận 7 độ của mình, em muốn xem rằng đôi mắt của mình còn tinh được bao nhiêu. Không sao, bạn cứ yên tâm, ở đây là có một bạn cùng trường với bạn rồi, hai bạn học chung trường rồi. Mà bạn đeo mắt kiến là thấy hơn bạn ta rồi, ta không có, mình có 4 mắt là mình hơn rồi. Đừng có lo là bao nhiêu độ nha, tự tin lên. Và mời bạn Băng Tâm. Xin chào chị Việt Hương, xin chào tất cả các bạn đang xem chương trình A Ha. Mình tên là Băng Tâm, sở thích của mình là nuôi gà và cho gà ăn. Bởi vậy mình muốn là chinh phục được thật nhiều A Ha để có thể nuôi thêm nhiều con gà nữa. Bạn nuôi gà là con gà bà sống hay là con gà ảo? Em nuôi gà thiệt luôn á chị, để trong chuồng. Vậy hả? Bạn có thích ăn trứng gà không? Dạ trước kia thì thích, nhưng mà bây giờ nuôi rồi thì thấy tội nghiệp quá không dám ăn nữa. Đúng rồi, bạn nuôi gà không nên ăn trứng gà, để cho nó nở ra con gà để mình nuôi chứ. Dạ rồi, đừng ăn trứng gà. Dạ mời bạn Quốc Duy. Xin chào chị Việt Hương và các bạn xem đài. Mình tên là Quốc Duy, mình cũng đang học tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Thì mình có hai sở thích lớn, đó là xem kịch hài và ăn uống. Bởi vậy mục tiêu của mình tới đây là A Ha hết mình với chị Hương và cố gắng đạt được giải thưởng cao nhất để dẫn chị Hương đi ăn. Đúng vậy, chưa cái gì là chị thấy chị thấy êm với em rồi đó nha. Đó, còn gửi nụ hôn, thích trai trẻ mà hung lắm.
đã hung còn dẫn tôi đi ăn trong khi năm người kia không đi ăn. Hương sẽ cố gắng à ha với lại Quốc Duy. Và bây giờ các bạn đã tự tin như vậy rồi, việc Hương nhiệm vụ của mình sẽ cho các bạn biết luật chơi của chương trình. Luật chơi vòng 1 như sau: có 6 bạn, chỉ cần 3 bạn đầu tiên trả lời được 2 câu hỏi đúng thôi nha, các bạn lập tức bước vào vòng 2, còn 3 bạn kia đi về đó. Một câu trả lời đúng của các bạn trị giá 1 triệu đồng. Các bạn có thắc mắc gì không? Không có thắc mắc gì, vậy thì quá đơn giản đúng không? Bây giờ chúng ta bước vào vòng 1 của a ha. Bây giờ mời các bạn nhìn lên màn hình, tìm sự thay đổi của đoạn phim. Bây giờ mời các bạn nhìn lên màn hình, tìm sự thay đổi của đoạn phim. Mời bạn Mang Tâm. Em thấy ở bên góc bên tay phải có một cái màu xanh lá cây, lúc đầu thì không có mà lúc sau thì từ từ nó hiện lên. Bên góc tay phải có một cái màu xanh lá cây, hồi đầu không có mà anh nào đi ngang đổ sơn ở đó mình thấy màu xanh lá cây, được không? À, bây giờ Băng Tâm một cái tên rất là nhẹ nhàng, coi coi bạn có nhìn đúng hay sai. Và là sai rồi bạn ơi, cái anh đó không đổ màu xanh lên. Nhưng trong lúc bạn Băng Tâm trả lời, nếu năm bạn kia có đáp án hãy giữ riêng cho mình. Và bây giờ các bạn đã có đáp án không? Dạ chưa. Vậy mời các bạn xem lại. Mời bạn Phong Vinh. Dạ em thấy là một cái đoạn màu màu tím, màu gì đó ở đây nó đã chuyển sang màu hồng hoặc màu hồng hoặc màu đỏ. Dạ. Một cái vết màu tím ngay chính giữa đoạn. Ngay chính giữa. Dạ. Bên tay trái của em là bên phải của màn hình. À. Dạ. Ngay chính giữa đó là màu chuyển sang màu đỏ. Chuyển sang màu đỏ. Dạ. Và Hương hy vọng là cái màu đỏ nó đem điểm lại cho bạn Phong Vinh ơi, đúng hay sai Phong Vinh? Và là Tô Linh Vinh. Đúng vậy, bạn là người đầu tiên chiến thắng. Và bây giờ chúng ta hãy coi lại cặp mắt của Phong Vinh tinh tường như thế nào mà nhìn được cái màu xanh nó đổi qua màu đỏ. Đúng không các bạn? Đổi qua màu đỏ rồi. Hoài. Và bây giờ hãy thật bình tĩnh, bạn mình đã là ví dụ rồi. Tập trung lên màn hình và tới thử thách kế tiếp của chương trình. Tìm sự thay đổi của bức hình. Mời bạn Hạnh Tiên. Em thấy cái lá của nó hình như thấp xuống phải. Nguyên cái rừng lá mà em chỉ thấy cái lá đó là cái lá nào? Ví dụ lá bên trái, bên phải, bên dưới, bên trên, cái lá là cái lá nào đó? Cái lá ở bên tay bên trái á chị, gần cái cầu á, nó thấp xuống. Và chúng ta coi thử Tiên ơi, cái lá đó có bay lên bay xuống như ý bạn không? Đúng hay sai? À, cháu chú để em coi coi cái lá gì nó tụt lên tụt xuống thì kệ đó. Bây giờ có bạn nào có đáp án không? Mời Phong Vinh. Dạ thưa chị là áo dài của cô dâu từ màu đỏ sang màu hồng ạ. À. chắc chắn hả? Dạ cô dâu ơi, cô dâu có đổi áo không? Đúng hay sai? Hiên ngang bước vào vòng 2 của chương trình rồi. Năm bạn kia cứ bình tĩnh, chỉ có mới có một bạn thôi, mình còn hai bạn nữa. Cho nên hãy thật bình tĩnh, tập trung để coi lại đáp án có đúng không. Trời hay quá. Wow. Cô dâu đã đổi áo của mình để đi chào bàn, phải không các bạn? Thường là cô dâu hay đổi áo đi chào bàn đúng không? Và hãy bình tĩnh, đừng có gì rung hết, mới có một bạn vào thôi. Chúng ta hãy đến với thử thách kế tiếp của chương trình.
tìm sự khác biệt giữa hai bức hình. Mời Hạnh Tiên. Dạ thưa chị, là cái bảng hiệu nó đổi màu từ màu đỏ thành màu xanh. Cái bảng hiệu tròn tròn ở trên cái quán. Bảng hiệu tròn tròn đổi từ màu đỏ sang màu xanh. Đúng là chương trình hôm nay chúng ta chơi màu sắc đúng không? Và Hạnh Tiên ơi, màu sắc có thay đổi theo đúng ý của em không? Đúng hay sai? Dạ, cái màu sắc đó là không đem lại điểm cho bé Tiên rồi. Và ai có đáp án không ạ? Mời Tiên Kim. Dạ thưa chị, thì hồi nãy em thấy bạn Tiên nói là cái biển hiệu nó đổi màu. Thì theo em thì em thấy là cái biển hiệu nó sẽ đổi là từ màu xanh sang màu đỏ. Hồi nãy bên kia đỏ bên xanh, mà đây xanh thêm đỏ. Tức là đổi lại thứ tự của nó đó chị. À, đổi mà theo thứ tự. Và bây giờ thứ tự nó có đổi theo ý của bạn hay không? Bạn Kim ơi, đúng hay sai? Và là không đúng rồi. Bạn Quốc Duy. Theo em là nó chuyển từ màu đỏ sang màu vàng chứ không phải là màu xanh. Làm như mấy người nãy giờ muốn chuyển qua chơi vẽ màu hay sao? Mỗi người vẽ một màu. Hồi nãy là đỏ sang xanh, xanh sang đỏ, còn ở đây bà đỏ sang màu vàng. Màu vàng. Và đúng hay không Duy ơi? Đổi qua màu vàng đi, cầu nguyện đi Duy ơi. Và là la lên đi. Trước tiên là hai bạn nam đã dẫn trước rồi, bốn bạn nữ hãy cẩn thận. Nhưng mình khẳng định coi đáp án này đúng hay sai. Chúng ta xem lại đáp án của chương trình. Và đúng vậy. Màu đã đem tới cho bạn Duy được một điểm. Và bốn bạn nữ hãy cố gắng lên. Chúng ta tiếp tục tới với thử thách kế tiếp của chương trình. Và bây giờ chúng ta hãy đến với thử thách hình ẩn dấu. Mời bạn Hạnh Tiên. Em nghĩ là môn nhảy dù. Môn nhảy dù. Tại thấy có núi núi tuyết tuyết, có cam cam chắc cái dù. Núi núi tuyết tuyết, cam cam chắc cái dù. Nãy giờ tôi thấy tuyết núi núi tuyết tuyết, tôi tưởng uống nước cam không à. Có cam nhắc ra, có bụng tuyết vô, nó lạnh lạnh thôi. Bằng chuyển qua nhảy dù, bạn tin mắt thiệt. Bây giờ bạn nhảy dù có đúng hay sai? Tiên ơi, có nên nhảy dù không Tiên? Chắc không chị. Và là hả? Trời ơi Tiên ơi, em đừng nhảy dù, đứt dây dù bây giờ. Không đúng. Ai vậy? Ai vừa bấm vậy? Mời bạn Quốc Duy. Thế giới động vật, em thấy có con cá sấu với con bướm. Nhìn nhớ một con là tôi mệt rồi, mà ông nhìn ra tới hai con nữa. Con cá sấu còn kế bên có con bướm nữa. Rồi con bướm nó đứng ở đâu, hay ở đậu trên đầu con cá sấu? Chắc là nó bay trên đầu con cá sấu. Cá sấu ơi, đúng hay sai Quốc Duy? Bà la. Của bạn Phong Vinh, hai bạn bước vào vòng hai rồi. Hay quá bạn ơi. Nhưng mà trước khi chúng ta vui, coi lại đáp án có đúng không đã. Trời ơi hay quá vậy, con thấy được cái con bướm mà nó đậu trên đầu và luôn trên mũi phải không các bạn? Đó, dễ thương quá. Và bạn đã bước vào vòng hai cùng với bạn Phong Vinh. Tất nhiên là bây giờ hai bạn nam của chúng ta phải nhường quyền, tại vì hai bạn đã vào vòng hai rồi. Thì bốn bạn nữ cố gắng, một trong bốn bạn sẽ bước vào vòng hai cùng hai chàng trai đẹp hôm nay. Chúng ta đến với thử thách kế tiếp của chương trình. Và chúng ta hãy tìm hình ẩn dấu. Mời bạn Thiên Kim. Thưa chị, là em nhìn thấy ở phía sau tùm lum màu đó là hình như là một con cá heo. Một con cá heo đang nhảy. Em nhảy lại rồi. Không, ý là một con cá heo nó đang đi hướng lên cong. Không, như thế em nhảy đẹp chứ. Nhảy, dễ thương vậy, thích cái hình ảnh đó quá. Và chị hy vọng cái hình ảnh nãy mới làm nhảy vậy là nó giống như hình cái đó. Và chúng ta hãy coi đáp án của bạn trước đã. Tiên Kim đúng hay sai con cá heo nhảy?
nhảy giống con heo, coi nhảy vậy khác quá con. Dễ thương quá. Hy vọng là cặp mắt của bạn nó đem đến cho bạn để bạn tiếp tục thêm ghi thêm điểm nữa. Chúng ta coi lại đáp án của con cá heo nó nhảy như thế nào. Đúng rồi, con cá heo nhảy nó có hai cái tay và đem điểm lại cho bạn Thiên Kim. Ba bạn kia mình vẫn còn cơ hội, nhớ nha. Và chúng ta tới với thử thách kế tiếp, tìm sự thay đổi của bức hình. Mời bạn Băng Tâm. Cái biển báo giao thông á chị, nó thay đổi, nó đổi màu, đổi màu. Và cái bảng đó có thay đổi hay không, nó đem điểm cho Băng Tâm hay không, chúng ta hãy nghỉ ít phút để quảng cáo. Chào đón các bạn trở lại với vòng 1 của chương trình. Và cái bảng đó có thay đổi hay không, Băng Tâm đúng hay sai? Và là đúng vậy. Và mời các bạn xem lại đáp án. Quá tinh tường phải không các bạn? Màu xanh mà đổi qua màu vàng chóe như vậy nhìn thấy rất hẳn luôn. Quá đúng, quá đúng. Là hãy bình tĩnh Tú Phương ơi, em hãy cố gắng lên nha. Nhanh tay nữa bạn, nhanh mắt mà phải nhanh tay nữa. Nhiều khi bạn đã nghĩ ra rồi nhưng mà không nhanh tay, để sẵn lên cái chuông luôn nha. Và bây giờ chúng ta đến với thử thách kế tiếp của chương trình, tìm sự khác biệt giữa hai bức hình. Mời bạn. Thưa chị, là em thấy là ở trên kia nó có ba lá cờ, xong rồi cái hình phía sau chỉ còn một lá cờ thôi. Vậy em chắc chắn là đúng. Đang ba lá, tháo xuống còn có một lá. Nói chung thay đổi về số lượng của lá cờ ở trên trên cao đó. Bạn làm hoa đất phải không? Dạ. Có bao giờ bạn vẽ màu nhiều rồi bạn rối màu không? Dạ cũng có chứ, tại vì có những cái ví dụ như nhụy hoa đi, nhụy hoa sen nó có tí xíu thôi. Đôi khi nó rất là rối màu giữa những cái màu với nhau á. Thì và bạn phải tập trung rất là kỹ. Dạ. Và có bao giờ cái nhụy hoa sen màu vàng mà vẽ lộn màu xanh hay màu tím gì không? Dạ, dạ chưa. Thì em bao giờ cũng dám thử nữa. Đúng vậy. Và Việt Hương cũng hy vọng là bạn đừng nhìn lộn. Vì nếu như câu trả lời này của bạn đúng thì bạn sẽ là người cùng với hai trai đẹp của chúng ta bước vào vòng 2 của chương trình. Và bạn ơi, cờ có thay đổi hay không? Đúng hay sai? Thiên Kim. Yeah. Lại đáp án của chương trình. Đúng không các bạn? Một tràng pháo tay thật lớn để chào đón ba bạn của chúng ta bước vào vòng 2 của A Ha. Nhưng mà trước tiên mình phải chia buồn với ba bạn. Bạn Băng Tâm, bạn Tú Phương và bạn Hạnh Tiên. Tất nhiên là mình nhiều khi mình nhanh mắt nhưng mà mình chưa có nhanh tay. Riêng bạn Băng Tâm, bạn sẽ đem về giải thưởng của bạn, đó là một câu hỏi đúng được 1 triệu đồng. Xin chào tạm biệt ba bạn. Và bây giờ chúng ta chào mừng ba bạn Phong Vinh, Quốc Duy và Thiên Kim bước vào vòng 2 của A Ha. Chào mừng ba người chiến thắng bước tới vòng 2 của A Ha. Ba màu áo rất là đẹp. Tại sao tôi hôm nay bất ngờ lại là đỏ vàng xanh vào rất là nổi. Và ba bạn đẹp như vậy tặng cho Việt Hương một cái gì đó cho nó vui vui để mình bước vô chứ, thoải mái đầu óc chứ. Vậy thì tụi mình sẽ hát tặng chị Việt Hương một bài hát các bạn. Ok. Nhẹ nhàng xanh đến trao không còn dường như bóng chim. Vẫn đôi cánh mềm lạnh lẽ kim cho nào bình yên. Và dòng sông xanh kia nằm im như không muốn trôi. Với màu áo rêu bộ về đánh ra chưa người. Hay quá, tôi chịu cái khúc cuối mà à ha đó. Hy vọng các bạn sẽ à ha liên tục. Trong vòng 2 này các bạn có 3 người chơi.
nhớ. Chỉ có một bạn nào đó trả lời được 3 câu hỏi đúng, lập tức bạn đó sẽ bước vào vòng đặc biệt nếu bạn muốn. Nếu bạn không muốn, bạn có thể ra về không bước vào vòng đặc biệt của chúng tôi, không sao. Và các bạn, ở vòng 2 này, mỗi một câu trả lời đúng trị giá 1.500.000. Và bây giờ chúng ta đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Đúng vậy. Và bây giờ chúng ta đến với thử thách đầu tiên của vòng 2. Các bạn hãy tìm sự thay đổi của bức hình. Mời phóng viên. Dạ thưa chị, là em thấy ở dưới cái hồ có một đám cây, một cái bóng nó đã hiện lên dần ạ. Nó từ không có nó hiện lên dần. Hồ, ở dưới hồ sao em? Nó có một cái đám cây, em nhìn không rõ đám cây hay là cái bóng của cái ngôi nhà phía trên mà nó hiện lên dần ạ. Từ mờ sẽ hiện rõ. Bây giờ tôi mong là dưới hồ nó có mọc lên cái đám cây. Đúng hay sai? Phong Vinh. Và là... Phong Vinh lúc nào cũng là người mở cuộc hết. Và vòng 1 bạn có lấy điểm đầu tiên. Và bây giờ bạn có lấy điểm đầu tiên. Chúng ta xem lại đáp án nha. Đúng thôi vậy, đã có một đám cây, bạn Phong Vinh, bạn rất là tinh mắt. Nhưng không sao, hai bạn kia mình thật bình tĩnh đi, vì ba câu hỏi đúng mới bước vào vòng đặc biệt được nha. Chúng ta đến với thử thách kế tiếp. Tìm sự thay đổi của đoạn phim. Phong Vinh, một lần nữa. À, thưa chị, là em thấy cái cánh rừng phía sau bên tay trái em từ màu vàng nó chuyển sang xanh lên ạ. Xanh lá cây dần lên. Bạn tinh mắt dữ vậy. Hay vậy, tôi nghe bạn tả là tôi nghi là bạn đúng hay sai. Và là... Em thấy là trên cái mấy cái phiến đá ở dưới góc bên tay phải có cái vệt màu xanh dương, nó càng ngày nó càng rõ lên. Cái phiến đá mà có cái vệt màu xanh dương càng ngày càng đậm lên. Các bạn tin mắt quá đi, vì cứ hy vọng là bạn phải đúng thôi. Đúng hay sai? Không mình em. Em có câu trả lời không ạ? Dạ, vậy chị cho em coi lại. Xem một lần nữa cho bạn Thiên Kim. Mời bạn Thiên Kim. Thưa chị, nói chung là đất lụi á, là em thấy cái cục đá chính giữa sông á, là nó có sự thay đổi. Cục đá nó giữa sông có sự thay đổi. Nó bị gì? Dạ, nó hiện lên. Hiện lên. Dạ, nó... Cục đá giữa sông hiện lên. Và Việt Hương hy vọng cho bạn Thiên Kim là có anh chàng đẹp trai nào đem cục đá để ở giữa sông để ghi điểm cho bạn. Đúng hay sai? Và là... Yeah. Bên này một cái luôn cho người ta đỡ quê. Đó, phải vậy chứ. Và chúng ta coi lại đáp án. Đúng vậy, đã có một cục đá là anh chàng, một trong hai anh chàng đẹp trai đã đặt xuống giùm bạn để bạn ghi điểm. Và không sao, Quốc Duy ơi, cố lên nha, bạn nào cũng có điểm rồi. Chúng ta đến với thử thách kế tiếp của chương trình. Hình ẩn dấu của những mảnh ghép. Mời Thiên Kim. Thưa chị, là em nghĩ là cái này là một chiếc xe ô tô. Và đúng hay sai? Và chúng ta xem lại đáp án. Quá hay, chiếc xe đẹp quá. Ui mà có chiếc xe hơi này là không cho ai mượn hết trơn trời nha. Đẹp quá trời đẹp đi. Và bạn Quốc Duy, cố lên, bạn có một nụ cười rất là tươi. Và hãy cười tươi hơn nữa để đến với thử thách kế tiếp của chương trình. Chúng ta tìm sự thay đổi của bức hình.
Mời bạn. Dạ, con thuyền bên góc bên trái nó mờ đi dần ạ. À, em thấy có con thuyền. Thuyền? Dạ, nó mờ đi dần. Người dạ. ta kiếm được ô tô mà bạn có chiếc thuyền bạn cho mờ đi. Và đúng hay sai? Yeah, à ha. À ha, đúng rồi, cái bạn A nó dễ thương lắm. Và chúng ta đã có du thuyền rồi phải không bạn? Chúng ta xem lại đáp án. Đúng vậy các bạn ơi, chúng ta đã có một chiếc du thuyền để chở 4 người cùng đi. Nhưng hiện giờ 4 người chỉ có 3 người đi thôi, có tôi và hai bạn kia thôi, Phong Vinh và Tiên Kim. Quốc Duy, em chưa ghi được điểm nào nha. Hiện giờ hai bạn ngang tài ngang sức, chỉ cần một cơ hội các bạn trả lời đúng nữa là bạn có quyền quyết định bạn có vô phòng đặc biệt hay không. Và đến với thử thách kế tiếp. Hay gì? Thưa chị, bình tĩnh. Thưa chị, em thấy ở chính giữa là hình con chuột Mickey. Kim ơi, con chuột Mickey có đem lại cho bạn đáp án đúng hay sai? Nhảy dễ thương, nhảy luôn vậy. Quê vậy sao hai chàng kế bên. Không sao. Bây giờ mời các bạn xem lại đáp án của chương trình. Đúng vậy, con chuột bích cây rất là dễ thương và cũng nhìn rất là rõ lẹ ha bạn Tiên Kim ha. Bạn thật là tinh mắt. Nhưng không sao, Quốc Duy, ở vòng 1 em đã giành được số điểm và tương ứng với số tiền là 2 triệu đồng. Còn bạn Phong Vinh, ở vòng 1 và vòng 2, bây giờ bạn có số tiền là 5 triệu đồng. Chào tạm biệt các bạn và chào đón yêu thương Tiên Kim. Em có quyền quyết định một là em ra về, hai là vào vòng đặc biệt với à ha. Chơi tiếp. Này là gây áp lực. Tiên Kim, bạn có quyền quyết định bạn có vào vòng đặc biệt hay không. Và nhớ rằng số tiền thưởng của chúng tôi có thể lên tới 65 triệu đồng với điều kiện bạn phải đặt cược với số tiền thưởng của bạn là 6,5 triệu. Nhớ nha, bạn có quyền đặt cược theo ý của bạn, có nghĩa là thấp nhất là 2 triệu đồng. Và khi bạn tìm được 3 sự khác biệt hoặc là 3 sự ẩn nấu, 3 sự thay đổi, thì lúc đó số tiền nhân lên 10. Có nghĩa bạn đặt 2 triệu thì số tiền nhân lên 10 là 20 triệu. Bạn đặt 6,5 triệu đi, bạn sẽ lên 65 triệu. Nhưng không sao, sao lần 1 không được, mình xem lần 2. Nếu xem lần 2, bạn mới tìm ra được 3 sự khác biệt đó, số tiền nhân lên 6. Nếu xem lần 3, số tiền nhân lên 2. Nhớ nha bạn, 2 triệu nhân lên có 4 triệu à. Và bây giờ đó là quyền quyết định của bạn. Nếu bạn không trả lời được câu hỏi sau 3 lần xem, không sao, bạn chỉ mất số tiền bạn đặt cược với chúng tôi mà thôi. Bây giờ quyền quyết định của bạn có vào vòng đặc biệt hay không? Thật ra là trước khi mà em đi tham gia chương trình á, thì mình nói là lỡ mình may mắn á, mình vô được vòng trong á, thì có nên thi tiếp hay không. Thì em cũng hỏi ý kiến bạn trai, xong rồi bạn trai nói thôi bây giờ mình kiếm đủ cái tiền mua cái lens, mua máy chụp hình là được rồi. Thành ra là chắc là em sẽ tạm dừng cuộc chơi tại đây. Và Tiên Kim đã không bước vào vòng đặc biệt và bạn đã an toàn ra về với số tiền 6,5 triệu. Xin cảm ơn các bạn đã đến với à ha. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 21:30 tối thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Và các bạn tự tin như ba bạn của chúng tôi ở đây, hãy gửi về hòm thư aha@dongtay.com.vn. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.